clip đâu, mấy clip vừa đâu? Dạ bỏ hết anh. Điện thoại anh đâu? Dạ. Mấy clip vừa đâu, mấy clip vừa đâu? Dạ điện thoại kia em cầm em. Em tên clip gì? Đâu? Em họ tên là gì? Họ. Hả? Họ cách gì? Họ. Cái gì? Nói lên tiếng em. Dạ Trần Quốc Thọ. Trần Quốc Thọ nè. Em họ tên Trần Quốc Toàn, em sinh ra đây. Dạ 1984. Em quê đâu? Quê Bạc Liêu. Em có tiền án tiền sự chưa? À, em có biết là tuổi nhớ, em mấy năm nay bọn anh bắt em tuổi chưa? Tôi gì? Tôi gì? Tôi gì? Ở gì? Bỏ nó lắm đó. Tôi gì? Ở gì? Quay clip với đi. Ở gì? Quay clip làm gì? Quay clip làm gì? Quay clip làm gì? Làm gì? Hả? Quay clip làm gì? Quay clip làm gì? Làm gì? Yeah. Quay clip làm gì? Đứng ra trực trước để qua tàu chính hình. Quay clip làm gì? Em đúng quá, quay cảnh quay em quá. Em quay clip phát tay gì người sao tám tổng tiền. Phải không? Hả, chị hỏi em, chị hỏi chúng nè. Chờ nãy rồi chở em đi qua chúng gì đó. Nói không? Bây giờ em ở đâu? Ngày mai ở đâu? Ở quà không? Hiện nay á, hiện nay em tính lừa bé gái này đi đâu? Em đang nhắn tin em lừa bé gái này. Uống cà phê à? Em lại tính lừa con người ta tiếp tục là quay trực tiếp. Nhắn tin em uống cà phê. Thôi bây giờ em hỏi canh gì? Sinh năm mấy? Quê đâu? Bây giờ cầm chú đâu? Dạ em chịu chở họ. Gì? Dạ, ở chỗ đâu vậy? Ở đâu? Ở đâu? Ké cái quai ở đâu? Anh là ai đâu ta? Ở đâu? Ở dưới nhà ông anh. Hả? Ở dưới nhà ông anh Đức Hòa. Nhà ông anh Đức Hòa hả? Rồi. Em bỏ cái tích xăm anh cho nè. Sao em ấy chị? Em ai xăm cho em đây? Dạ bạn. Bạn nè. Em trong người xăm em cài áo nè. Cài áo nè. Nè nó quen con cả đời phát thấy hình ảnh. Rồi. Thấy làm được. Coi được tốt là tôi thấy. Rồi. Quay sau lưng nào, quay sau lưng. Mãi đúng không? Ừ. Em biết là tụi anh mất rất nhiều công sức để... Cái điện thoại em đâu? Cái điện thoại đâu? Mất hết điện thoại em có giữ không? Điện thoại giữ không? Hả? Điện thoại kia. Thôi nào? Điện thoại kia. Lấy cái xe lên. Lấy xe lên. Em tính đi lừa anh mình. Em lừa anh. Hôm nay hôm bữa em lừa một vé rồi. Trước đây em đã biết. Nhưng mà bây giờ em lại đang lừa anh một vé. Có thể là xuống tầm em đang ngồi trên cái xe của người ta. Em đu người ta tới. Uống cà phê thôi, em đi uống cà phê thôi. Em đu người ta từ Bình Dương qua Long An này. Quay giùm em đi, tại em mới không có trời. Tiếp tục quay clip. Quay gì đó. Không có, tại sao mà người em quay, em ngồi cho rõ rồi. Đúng không? Đây là bên Hải rồi. Rồi. Bây giờ nói chung là quen ở với con ca, rồi quay cái clip. Ừ. Rồi được ấy theo. Phát tán hình ảnh các anh là cái đoàn sai phát bật theo. Ok, được không? Hôm nay tiếp tục quay quen rồi. Đấy, em ngồi trên xe người ta, em cùng người ta từ trước rồi đấy. Đi hỏi rõ lại đi. Thôi, ngủ được một chỗ đi. Hả? Đường này điểm đi. Bây giờ, đi về xa. Nha. Ok chưa? Bây giờ là bên hai của mình ta lấy cái đúng không? Em nói đâu phát tán rất nhiều. Cái máy nhỏ đây quay lưng. Quay hả? Chào không quay lại. Đi không quay lại. Bây giờ với em mình sao? Vậy bây giờ em có anh về có mọi người ra đây. Em mở clip cho nằm đi không? Mở ra. Clip nằm đi không? Mở ra. Nằm đi. Mở ra. Mở đây. Đâu thế nào?
Chưa?
Yến lại lại chưa? Yến lại đi tụi nó. Yến đang đây rồi. Dạ. Rồi bây giờ tới đi. Hết rồi. Hết rồi. Đi. Hết rồi. Hết rồi. Bây giờ có tha. Đi em nói to bây giờ có tha. Không? Bây giờ em nói. Hết giờ đi công bỏ vô con anh Thanh đó, nhưng mà đưa mà vô nghe phải làm mà con mình mà chú bút lấy được sao? Rồi đi con em đợi chú đi. Con xã đâu bây giờ chú đi kêu chú này lấy giấy đi. Dạ. Anh lão chờ chú nữa. Đi con xã là đi. Đi chưa? Rồi điện rồi. Dạ nó cũng xong rồi, nói chung. Vậy. Rồi, bỏ đi con xã lại rồi. Bây giờ thế này nhá. Anh sẽ nói chút. Nói chút bạn cái này. Nha. Cô công an bạn cái này sẽ giúp đơn bài lại. Bà bị truy tố đang gửi rất nhiều nơi để truy tìm em. Yeah. Bây giờ em xin lỗi đi. Em xin lỗi đi. Rồi anh. Xin lỗi chưa? Xin lỗi rồi. Xin lỗi anh chưa nghe cho nói đi. Bây giờ anh xin lỗi em thôi, vì lỡ gì rồi tha lỗi cho anh để làm lại cuộc đời. Không bỏ tay đó. Anh sẽ không, anh thu hồi lại hết tất cả, anh không quay, không lấy ai nữa. Làm 7-8 người là chết rồi. 7 người là chết. Là 15 người, 7-6 người là 15 người. Anh dám chắc là anh đã gửi hình ảnh đó là 7-8 người không? Em nhắc người chứ không phải là một người hai người. Dạ. Em gửi cho chỉ có hai người thôi. Hai người.